Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị và chương trình Người Việt Luật Mỹ. Vì đây là chương trình luật pháp trực tiếp truyền hình, thành ra quý vị có thể gọi thẳng vào đài qua cái số điện thoại hiện giờ trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264. Tôi và luật sư Paul Phạm Minh Thư sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Ngày hôm nay chúng tôi có mặt của luật sư Paul Phạm Minh Thư. Luật sư Paul Phạm. Dạ, xin chào quý khán giả, tôi là luật sư Paul Phạm. Dạ, luật sư Paul Phạm đã từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và được discharge là chức vụ là thượng sĩ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Và sau đó luật sư Paul Phạm quay trở lại học trường luật và ra trường và đã hành nghề gần 15 năm qua. Do đó ngoài những lĩnh vực về tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, luật sư Paul còn chuyên môn về vấn đề living will và trust, tức là tín quỹ với di chúc, cũng như là handle rất là nhiều những case probate của văn phòng. Đó là những cái case mà những người qua đời họ không có tín quỹ, họ chỉ có di chúc hay là không có cả di chúc nữa. Thì trong trường hợp những cái case đó họ phải qua probate, hay là có một vài trường hợp là họ có di chúc hay tín quỹ nhưng mà có cái sự tranh tụng là bởi vì cái người làm cái tín quỹ đó không đúng. Thành ra đương nhiên là quý vị có những cái nhu cầu về living trust hay là will hay là probate hay là tai nạn xe cộ, thương tích cá nhân, chó cắn hay là trượt té ở hàng quán, siêu thị, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi qua cái số điện thoại của gia. Bây giờ thì chúng tôi xin take cái phone call của quý vị. Hello. Sorry. Bây giờ quý vị có thể tiếp tục có thể gọi vào trong đài qua cái số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. 714-893-3264 thì tôi và luật sư Paul Phạm sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Luật sư Paul, lúc này đó thì những cái case probate đó, thì tòa đã bắt đầu mở chưa để mà có thể có những cái probate hearing. Thí dụ mình sau khi mình nộp cái hồ sơ probate, right? Yeah. Thì khoảng thời gian sau, bao lâu thì tòa nó cho cái hearing để ra tòa? Khoảng hiện tại bây giờ khoảng 3-4 tháng sau mình nộp cái đơn probate thì mình phải đi ra tòa. Ok, dạ. Yeah. Hello. Dạ, yeah, tôi luật sư Liêm với luật sư Paul nghe đây. Hello, dạ. Kính chào thầy luật sư. Dạ, yeah, chào em. Em muốn hỏi vấn đề bên Việt Nam, gia đình bên chồng em, má chồng em mất mà chưa làm gì chút kịp. Thành ra bây giờ Nam bảo là giờ tụi em bên Mỹ cũng phải ký cái giấy để mà chuyển tài sản với lại là hoặc là ủy quyền em trai út của em đó. Như vậy mình lên đại sứ quán ký cái giấy có đúng không bác sĩ, luật sư? Em cách nào em muốn luật sư giúp đỡ? Em có thể liên lạc với lại Tòa Tổng lãnh sự của Việt Nam ở San Francisco. Dạ. Em liên lạc với họ thì hay là em có thể vô cái website của họ. Trong cái website của họ đó, nó có chỉ dẫn cái cách em làm cái giấy ủy quyền là cái Power of Attorney. Dạ. Thì thế nào em cũng phải cần có một cái người trong gia đình. Em, anh em gì của em đó, dạ, dạ, dạ. Một trong mấy người con đó, thì cái những người con còn lại đó, thí dụ bà cụ có bao nhiêu người con vậy? Dạ thưa chắc dạ, nhớ 6 người đó. Trời, 6 người thì 6 người đó đó, thì 5 người kia đó phải làm cái giấy ủy quyền. Việt Nam, dạ. Thì 5 người kia phải làm giấy ủy quyền cho người thứ 6, ok? Dạ. Để cho họ cái quyền để họ mở cái thủ tục gọi là thủ tục thừa kế di sản. Dạ. Thì cái thủ tục đó đó nó đòi hỏi đó, thứ nhất là họ phải nộp đơn, rồi cái quan trọng đó là mẹ của em đó khi bà chết đó, bà đã có cái giấy Việt Nam đó, nó gọi thường nó gọi là sổ hồng sổ đỏ gì đó. Cái dạ, giấy nó rồi. Tên là cái quyền sở hữu chủ nhà và quyền sử dụng đất. Thì với cái giấy đó đó thì sao có tên cô, nếu bà có giấy đó có tên của mẹ em
thì cái việc mà làm thừa kế di sản đó để hưởng đó thì nó nhanh chóng hơn, còn không đó là tôi không biết kéo dài bao lâu. Và có thể cái giấy đó là tên của mẹ chồng em, mà mẹ chồng em trước khi mất có bệnh nặng, có nhờ ở dưới quê mà 6 người ký giấy tờ để chuyển nhượng cho em chồng của em, nhưng mà đã nộp tên cho bên xã mà nay 3 năm rưỡi rồi họ không có gửi sổ hồng về, bác luật sư. Tại vì chắc chưa có thủ tục đầu tiên rồi. Thì đó, 3 năm, gần 4 năm mà chưa có được sổ hồng thì sao phải em trai chồng của em. Thành ra bây giờ tụi em mới biểu làm để lỡ em chồng em có qua đời hay là gì thì còn làm cho thằng con trai của nó được. Thì em chồng... Bây giờ nó biểu vậy là mình... Thì, luật sư, thì em chồng của em đó... Thì là cái trên chỗ hội sứ quán là ở đâu luật sư, mình vô cái website nào? Thì em là cái người em chồng của em đó là phải liên lạc với lại phường ở chỗ đó đó. Chắc là phải chung tiền cho nó rồi, hay là nhờ ai để mà lấy cái sổ đỏ, cái sổ hồng đi. Không biết tường sao mà nhờ ở dưới quê, họ quê quá không biết làm gì ráo. Bây giờ thằng cháu chồng của em nó đang làm giấy tờ để nó bắt mình làm đấy này vậy nọ, ký tên như luật sư nói hồi nãy, nhưng mà bên chồng của em bên đây á rồi không biết làm sao. Thì bây giờ phải liên lạc vô cái website, còn không thì phải bay lên San Francisco thôi. Vô phải vô cái website, đánh vô là Vietnamese hay là Vietnam General Embassy. Ok. Rồi trong Vietnam đó phải General Embassy. Yeah, General Embassy. Hay ở Việt, xin lỗi, nó là Vietnam General Consulate. General Consulate tức là tòa tổng lãnh sự đó. Tại bên San Francisco là tòa chỉ có tòa tổng lãnh sự thôi, còn cái tòa đại sứ của họ là tuốt ở Washington DC, xa lắm. Ok. Yeah. Thật ra em vô đánh cái đó có thể họ cho mình cái form để mình điền đó luật sư. Dạ, thì phải vô, nó có instruction, nó có điện thoại. Nhưng mà điện thoại thì nhiều khi gọi cũng khó lắm à nha. Dạ, nhưng mình vô đó người ta cho cái form mình điền được, luật sư mình email xuống rồi, họ email cho mình được hả? Dạ, em phải vô, tôi chỉ biết vậy thôi, em phải vô cái website nó. Ok, cảm ơn em. Hello, tôi luật sư Liêm, như luật sư Paul Phạm nghe đây. Thưa chào luật sư ạ, chào luật sư. Dạ. Phạm ạ. Dạ thưa luật sư, tôi có hai câu hỏi mong luật sư giúp tôi ạ. Thưa cha chồng tôi đã mất và để lại căn nhà cho mẹ tôi. Theo di chúc thì khi mẹ tôi qua đời thì sẽ để lại cho chồng tôi và cô em chồng mỗi người một phần nửa. Mẹ tôi đã rất già, năm nay đã 90 tuổi và lầm lẫn rất nhiều. Nếu cô em chồng dẫn mẹ tôi để cho tên cô vào trong căn nhà thì thưa luật sư có hợp pháp không? Đó là câu hỏi thứ nhất ạ. Dạ, thưa câu hỏi thứ hai là chồng tôi là executor trong cái di chúc. Nếu mẹ tôi quá già mà cần vào nursing home mà lúc đó không có tiền để lo cho mẹ tôi thì chồng tôi có quyền bán căn nhà để lo cho mẹ tôi, có được không ạ? Dạ, thưa xin luật sư dẫn dắt cho ạ. Cái câu thứ nhất á, là cái việc mà bà mẹ chồng của bà mà ép người em gái của chồng bà đó vào ở trong cái chủ quyền cái nhà đó đó, thì yes, có thể làm được, không có gì bất hợp pháp. Nhưng làm ơn tôi, bà hỏi rồi tôi trả lời chứ bà, tôi đang nói chưa xong là bà ngắt. Ok, xin lỗi bà, muốn tôi trả lời. Ok, tôi chưa trả lời xong bà ngắt, làm sao tôi biết đâu tôi nói. Ok, xin lỗi luật sư. Cái câu thứ nhất á, là cái việc mà bà cụ ép cái người em gái của chồng bà vào đó không có gì là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cái việc mà bà ép như vậy đó có thể tranh tụng bởi ông chồng của bà. Là bởi vì đó, nếu bà cụ bây giờ 90 tuổi mà đã bắt đầu lú lẫn rồi, mà bị gì nghe lời cái cô em mà ép vào đó, là bởi vì nếu bà ép cô em vào mà đứng với cái dạng là joint tenant, thì khi bà cụ chết đó, cô em sẽ cái người duy nhất hưởng cái nhà đó mà không cần cả qua thủ tục probate. Do đó đó, ông chồng đó có thể, trong trường hợp đó khi bà cụ qua đời, ông chồng đó có thể phải kiện cô em để tranh tụng nếu ông muốn. Là bởi vì bà cụ nếu đã có cái di chúc mà đã trong di chúc nói rõ là khi bà qua đời thì bà để cái nhà lại cho hai người con. Bây giờ đó, cái người con chưa có, bà chưa qua đời mà cái người con thứ hai đã muốn lấy hết căn nhà, thì qua có thể đặt cái tranh, có thể là tranh tụng để nói rằng bà cụ khi
mà để cái người con gái vào trong cái nhà đó là bị ảnh hưởng, gọi là ép buộc của cái người con gái, và do đó không có cái sự sáng suốt khi mà ép cái người con gái vào, bởi vì đó nó mâu thuẫn với lại cái di chúc mà trước đó bà đã có để lại cho hai người. Còn vấn đề thứ hai đó thì không được, là bởi vì đó là lý do bà cụ chỉ có di chúc thôi. Tiếc rằng khi mà bà cụ còn khỏe mạnh, lẽ ra nếu mà bà cụ làm nguyên cái gọi là estate planning, tức là hoạch định di sản, mà thường nó sẽ có cái tín quỹ, có cái di chúc, có cái giấy ủy quyền tài chánh và ủy quyền y tế hậu sự. Thì nếu với giấy ủy quyền tài chánh á, thì yes, người con trai bà, nếu bà ủy quyền cho người con trai là có quyền có thể bán căn nhà, thì yes, người con có thể bán được. Nhưng mà bây giờ đó, với cái di chúc thì người con trai không có quyền gì hết. Ok? Bởi vì bà không có ủy quyền tài chánh. Bây giờ đó, ok, bây giờ đó bà muốn hỏi thêm á, bà giữ đường dây. Chúng tôi được biết là chúng tôi phải tạm ngưng để chạy phần quảng cáo thương mại nhé. Rồi tôi sẽ trả lời tiếp cho bà. Tôi sẽ trả lời tiếp cho bà. Rồi.